Nó có linh khí luôn. Thu ra xem là nó có hết không. Ai ra cầm mang ra xem nào. Đấy, ra này báo âm luôn. Em này mang vào đây xem nào. Này báo dương luôn, đúng không? Cho cái tiền này đây nhé. Cho hai hàng, mỗi hàng 4 độc. Này, cái này cái kiếm quay ra ngoài này. Này. Cái chữ này quay vào trong này, nhìn nhá, cái kiếm bắt quái treo lên ngoài này, treo lên tầm ngang cái cửa này cho trẻ con mọi người họ đỡ sợ vào. Đây này, treo này nhá. Trước khi treo lấy cái băng keo dán bên ngoài vào chứ không lấy cái keo silicone, cái này bằng gỗ gì. Hướng mùi. Bao nhiêu độ nam? Tây Nam. Và anh đi không phải là đô nam. Và anh sang đến 220, 21, 22, 23, 224, 225 độ rồi. Thế là sang Tây Nam. Sang Tây Nam rồi, nhà hướng mùi này, nhìn rõ hướng mùi này. Sang Tây Nam. Mùi cô quả này này. Đấy. Trước thợ đo là 198 à. 198 là 204. Đấy, anh nhìn này, 205 độ rồi này. Vào vào khỏe tốn chứ không phải khỏe hàng, khỏe tốn. Đấy. Sai thác không vong này, ất mùi sai thác không vong, ất mùi vừa đại không vong mùi à? Không tiểu không vong, tiểu không vong thì còn đỡ. Đấy, tiểu không vong đại không vong nó sang mấy đây cơ này, nó sang hư khôn này, nó mới chính đại không vong này. Vâng, cái này là tiểu không vong đây. Đấy, 204 độ. Quẻ quỷ. Đấy, đây này, sao quỷ quẻ tốn. Đấy, cô quả. Ừ. Trường sinh. Hãy xem chính xác là bao nhiêu độ. Đấy, chính xác là này. Là 221, 22, 23, 24, chính xác là 224 độ. Thì sang Tây Nam rồi. Cho nên khi mà làm từ đường nó phải cắm chuẩn như cái từ đường kia, mình làm chuẩn chỉ luôn. Đó chính khí luôn. Chắc là đầu tiên là làm cái này xong bắt đầu lại cắm cái bên kia giống cái này. Nhưng mà cái này làm 2018 này, bên kia làm 2020 thì chuẩn hơn 2018, là nó hai cái năm nó lệch đi đúng không? Đây là khi mà thợ cắm hướng, tức là họ căng dây nó lệch. Đây này, tổn hại là đặt bên đây, nẽ ra cái anh đặt bên kia rồi thì ổn hết mọi anh thứ. Anh đã rồi. Làm theo hướng nam. Đấy. Lúc kia nó chưa phá được. Lúc bà đang còn. Không phá. Không, 2020 đấy. À? Đưa 2020 làm xong rồi nhập trạch luôn bên mà kia. Không, đây là nhà riêng. Đấy, cho nên là đấy, cho nên là nay mai mà cái nhà này ở đây là cũng nay mai ở đây cũng ảnh hưởng cơ. Đấy, ở cái nhà này ở là hao tiền tốn của quẻ tốn, mà tốn tức là tốn kém, hao tiền tốn của này có cái sao quỷ này, này bệnh thật. Từ lúc làm xong cái nhà này, những người thành viên trong gia đình mình liên quan từ đây là cứ trầm 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 xuống. Đấy, đấy quẻ tốn này. Đây hương vị này, chỗ này ở trong này, trong này có cái phòng gì nữa không? À, phòng ngủ. Bác mở ra xem nào. Đây trong đây là phòng vệ sinh, và bên này là phòng nó từ chỗ này ra. Có mở được cái này ra không? Hít mù còn nhiều hơn là cái cái này là bị nhiễm tà khí tà bát thuần dương. Đây là trong phòng vệ sinh, trong phòng nhà. Không. Không. Trong này lại không có. À, trong này không có viêm. Trong này thì lại không có. Cái đầu đấy viêm. À, tà bát nó nằm đúng cái chỗ đầu giường này luôn. Người ngủ đây rất khó ngủ luôn. Ai ngủ đây? Đó chứ chẳng với người ngủ. Những người ngủ đây rất khó ngủ luôn. Chằn chọc, khó ngủ. Không vị này. Đây ngay trong phòng như ra đây nó khác này. Nó lại báo về cái này nó liên quan ở dưới. Còn dương. Đây trong nhà vệ sinh nó có đâu. Tây mùi, đông nam, lục sát. Này nó ăn cả sang bên kia đấy. Nó báo đây. Đây kể cả bà đây, nhưng mà đây này đó nó có đâu báo ra đây. Hay xem là có tiền
Ông Mỹ Khôn mà. Nhâm Hoàng Dần 1962 đúng không? Thuộc cung Khôn. Làm cái nhà xong là ông bị luôn này. Ảnh hưởng luôn từ cái nhà này. Nhâm Dần 1962. Thuộc cung Khôn. Đậu Thổ đấy, Đậu Thổ cái này là bị luôn. Là xong là sức khỏe ảnh hưởng luôn, mọi thứ cũng ảnh hưởng luôn. Bếp đặt chỗ này, bếp không được. Nó có linh khí luôn. Thu ra xem là nó có hết không. Ai ra cầm mang ra xem nào. Đấy, ra này báo âm luôn. Em này mang vào đây xem nào. Mày báo dương luôn, đúng không? Treo cái tiền này đây nhá. Treo hai hàng, mỗi hàng 4 đồng. Này, cái này cái kiếm quay ra ngoài này. Đấy, chữ này quay vào trong này, nhìn chưa? Cái kiếm bắt quái treo lên ngoài này, treo lên tầm ngang cái cửa này cho trẻ con mọi người họ đỡ sợ vào. Đây này, treo này nhá. Trước khi treo lấy cái băng keo dán bên ngoài vào chứ không lấy cái keo silicone, cái này bằng gỗ hay gì. Cái băng dính ấy. Em dính vào xong khoảng tiếng 2 tiếng em lột băng dính ra nha. Em xếp thành 4 hàng như này. Xếp 4 hàng, hai hàng mỗi hàng 4 nha. Đấy, ở cái phương vị này. Kia là treo lên trên bằng cái này này, bằng cái cửa này sang này. Không còn nữa nhá. Hết luôn này, dương khí này. Hết luôn này. Ngày nay mai gian từ đường cái này thì mình chuyển sang kia rồi, cái này thì bác chỉ thờ gia tiên thôi đúng không? Không thờ chỉ để chỗ để con cháu ở mai sau làm cái từ đường bên kia nữa đúng không, là liên quan đến riêng nhà bác à, hay là riêng liên quan đến anh em trong gia đình nữa đúng không, à, thì làm riêng bên kia đúng không, là tám hướng là làm hướng nào phải đẹp nhất. Ngọ Khôn, cái này quý nòng chỉ nập ngọ thôi, này quý nòng, nòng nhập thủ đằng này đến này, quý nòng hai huyệt hướng về ngọ khôn mà, chỉ nập về hướng ngọ đây, nập phải nập chính ngọ, sao trương, thân hôn, con cháu hài hòa gia đình hạnh phúc. Đây là Tây Nam đúng không? Bây giờ đang Tây Nam, chỉ hướng đang Tây Nam, nhưng nay mai các bác còn nập chính ngọ. Chính ngọ là phía Nam. Phía Nam đấy. Nhưng mà đây là cái từ đường nó không có. Minh đường, Minh đường không có. Nó sát ao quá. Ao là Minh đường đấy. Ao không. Minh đường. Sao rồi bác lại nghĩ là chỗ này là sát ao quá? Đấy, sao lại làm đến đây? Kia là... Bác làm nuôi dịch vào đây. Đấy. Không, không dịch cho đằng sau, dịch tiến lên đằng trước. Tiến lên từ không, trước thì thu nhỏ cái ao kia vào. Ừ. Không, thủy dương trạch chúng ta vẫn còn tạo ra được mà. Sân nói là Minh đường làm sao nhiều Minh đường không có. Đây, ngọ bác phải nập sang hướng này. Bính ngọ này, ngọ nông bính ngọ làm đầu này, thánh hiền truyền dạy thì trước sau ghi nòng. Đây, bác sẽ nập phải check cái hướng như này này. Muốn cho con cháu vượng, cái này vượng 40 năm luôn. Riêng làm cái hướng này là các bác yên tâm 40 năm luôn là con cháu hưởng phước. Bao nhiêu độ nam? 176 độ. Đúng 176 độ, chuẩn chỉ này mà căng nhé. Bác biết khi mà căng cái mốc này phải lấy cái dây như thế này này. Căng chuẩn, xong đóng mốc, đổ bê tông chắc. Thợ phải bám theo cái mốc đó. Nghe đây. Đấy. Thiên 9. Sau văn khúc mai sau có con cháu làm trong ngành giáo dục. Đấy, đấy mới là cái chữ đấy. Nhất chữ nhì tranh. Ghi vào. Phát ngành giáo dục luôn. Nếu mà cái này nha, các bác đập đúng chính hướng nam này nhé. Nhưng mà cái này thì các bác sẽ làm vào năm này sẽ tốt nhất này. Quả năm ngọ. Đấy, năm nay là năm thìn tị ngọ. Năm 2025, 2026 là đẹp nhất. Cái này nha, riêng làm một nhát là nam là con cháu đã được hưởng, là không cần phải chờ. Tức là có những cái từ đường nhá, làm xong đã hại. Đang làm cũng hại.
nhưng mà cái ngôi từ đường mà phát cho đang làm đã tốt rồi. Ừ. Bính ngọ luôn, ngọ nông bính ngọ này làm đầu đây, khỏe càng nên nhanh, con trai đấy có uy lực, tức là tiếng nói có uy lực, các bà không cãi được. Ngọ lấy cái khác đấy, ba trưởng luôn này à? Là cùng 174 độ, đúng 174 độ, 176 độ, 176 độ, 176 độ đọc phải đúng đấy, 176 độ thân hôn. Ngọ trường sinh đâu? Đặt luôn chính hướng, không cần phải kiêm độ, hướng nam không cần, chính ngọ không cần phải kiêm độ. Vẫn phát như người mệnh bính, mệnh tuổi ngọ, địa chi ngọ, thiên can bính. Trong gia đình nào mà có làm cái đường xong, ông nào sinh năm 1966 thì tuổi bính ngọ thì tốt lắm, cả thiên can cả địa chi luôn. Thế nói chung nằm ở sơn ngọ là được đúng không? Nằm sơn ngọ đây. Nằm sơn ngọ. Còn những người nào tuổi dần thân tị hợi? Dần dần thì khó đấy, dần thì nhiều. Thân con gái là thằng Dũng thân. Sinh năm bao nhiêu? 92 đây là những người tuổi dần thân tị hợi nữa. Đều những người tuổi dần thân tị hợi nữa. Dần thì được anh. Cái này là chính khí nha, đây này. Đấy, thiên địa nhân này. Đấy, là đồng đều trai gái, đồng đều khỏe mạnh bình an, tốt, có lộc. Nhưng mà những cái người đó thì sẽ trội hơn. Nha. Cái đó cái sao lại có khí ở đây có cái gì không? Nằm làm mạch trên này xuống chỗ này không có gì. Không có gì cả. Ở dưới không có cái gì cả. Đất chắc. Đất tốt đi. Không có mạch lên.